Xin chào các bạn. Như kế hoạch thì hôm nay, chiều nay thì mình sẽ lên đường đi xuống dưới Cà Mau để săn lùng những cái clip hay để quay lại và làm cho các bạn xem để tạo cái sự mới lạ trên kênh, tránh cái sự nhàm chán như các bạn. Thì hôm nay mình cũng xin giới thiệu với các bạn một món ăn dân dã do chính tay mình tự nấu, tự làm và mình tự ăn, tự thưởng thức. Nhưng mà mình nghĩ thì mình nấu thì ăn sẽ ngon, tại vì người nấu lúc nào cũng khen mình ngon các bạn ha. Mong các bạn đón xem và ủng hộ kênh bằng cách bấm đăng ký, subscribe, like, share được cho mình thì share. Bạn nào có thời gian thì qua fanpage để ủng hộ fanpage cho mình. Mình xin cảm ơn và chào các bạn. Các bạn cố gắng đón xem và chờ những cái clip của mình đi Cà Mau nha các bạn. Mình sẽ cập nhật thường xuyên cho các bạn xem. Mình xin chào các bạn. Đây, mình đã nấu xong rồi. Bây giờ thì mình thử ăn hơi cái thành quả mình làm có ngon không các bạn nha. Một mình sẽ ăn hết một con cá lóc hơn 1 kg. Đây là con cá lóc ôm đây. Đó, nó đã chín rồi. Đây, cuối xanh. Còn đây là bún để cuốn bánh tráng nha các bạn. Đây là bánh tráng. Đây là cái tô nước để nhúng bánh tráng. Rồi, đây là rau sống để ta cuốn. Chỉ như vậy đó. Ướp bám. Ăn thử nha các bạn nha. Đây, mình cho nước mắm vô chén. Trước tiên là mình sẽ thử cái miếng chuối nha các bạn, vị nó như thế nào. Đây là cái miếng chuối lúc mình cắt mình bỏ vào lúc mình ăn con cá đó các bạn. Nó có vị thơm của sả, cay cay của ớt, béo béo của nước cốt dừa, mặn mặn rất là ngon nha. Giờ thì mình thử làm một cái cuốn để mình cuốn. Cho bún vô nha các bạn. Hôm nay mình không làm bún khô vô con cá, mình sẽ làm bún tươi để mình cuốn. Đó, mình lấy thịt của con. Rồi mình lấy thịt của con cá lóc nha các bạn. Để mình thử miếng thịt con cá thì nó có ngon không. Đây các bạn. Thịt cá rất là dai nha các bạn. Cá này là con cá tối hôm qua mình cắm câu được đó. Rồi mình cuốn thành cuốn bánh tráng. Mình chấm bánh vào nước mắm này nha các bạn, nước mắm đâm. Đây. Rất là ngon nha, nước mắm ngọt ngọt mặn mặn chua chua. Cái món này các bạn thì mình mới phát hiện được là rất là giống như lại cái món am ở ngoài Bình Định. Thì có một bạn khán giả của kênh Dã Ngoại Việt TV ở ngoài Bình Định á, bạn nickname là Trường Thanh, bạn chia sẻ mình cái món am cá lóc khi bạn ấy cắm câu về nấu á. Thì bạn chia sẻ công thức nấu mình cũng tự tự như cái món ôm chuối xanh này. Thì cái món đó cũng có nước cốt dừa, chuối xanh, sả như cá lóc. Cá lóc đó thì bạn ấy nướng lên cho nó săn săn lại bạn mới nấu. Ở đây thì mình chiên nó lên. Hôm nay một mình sẽ tự nấu xong mình tự ăn hết con cá lóc. Con cá lóc rất là lớn nha các bạn. Thì một số bạn vừa rồi mình cũng có làm món này bảo là không ngon. Nhưng mà mình xin thưa với các bạn là rất là ngon.
cái cảm giác các bạn ăn cái cuốn bánh tráng vào, ở trong nó có rau sống nè, có rau thơm các loại, rồi bạn ăn cái miếng thịt con cá lóc nó dai dai béo béo và nó ngấm nước cốt dừa với lại cái chuối xanh, nó bùi bùi béo béo rất là ngon. Các bạn nào mà thực sự thấy ngon thì cứ PM công thức, mình sẽ chia sẻ công thức để các bạn nấu, các bạn ăn thử cái món cá lóc đồng ngâm chuối xanh này nha các bạn. Đây mình làm cuốn thứ hai, không biết ăn hết cái món cái con cá lóc này hay không. Thật sự là rất là ngon nha các bạn. Chống chỉ định các bạn nào ăn trên. Các bạn nào mà chưa ăn cơm thì đừng coi clip nha. Ngon quá. Làm miếng chuối xong rồi các bạn. Đây, miếng chuối đây. Cái món này là ngon nhất có lẽ là món chuối xanh nha các bạn nha. Ở đây mình cũng có cái bao tử của con cá lóc nữa. Đây là cái bao tử của con cá lóc đồng các bạn. Làm sạch ra. Khi các bạn làm các bạn chẻ bao tử ra, sắc muối vào, rửa cho nó sạch thì các bạn nấu lên ăn rất là ngon, nó dai dai sực sực. Con cá lóc ngon nhất là bao tử nha các bạn nha. Không biết ăn hết nổi con cá lóc hay không nữa đây. Nhưng mà lỡ hứa là phải ăn cho hết. Đó, thịt con cá rất là ngon nha các bạn. Đó, thịt con cá trắng, dai, béo, thơm nữa. Bánh tráng ngấm chưa kỹ hơi bị dai. Cá lóc ra nha các bạn nha. Đây, miếng thịt cá lóc rất là ngon. Nó có xương, ta bỏ xương ra. Đó. Ngon quá rồi nha các bạn. Ăn hết mỏi nữa rồi. Cũng sắp hết luôn rồi. Các bạn nào xem xong muốn làm món này để ăn hoặc là muốn ăn ở gần mình, có thể trực tiếp liên hệ với mình để mình làm cho các bạn thưởng thức nha. Các bạn xem xong nhé, các bạn xem xong nhớ bấm đăng ký, like và share kênh cho mình nha. Nếu như được các bạn có thời gian, các bạn đi qua bên trang fanpage của mình để bấm like ủng hộ mình. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào các bạn. Cá bự quá. To mấy lần của tay của chị Hai. Vậy đi đâu. Này là đang làm con cá lóc tối qua mình câu nha các bạn.
xong rồi sẽ hấp lên cuốn bánh tráng một mình ăn nguyên một con cá lóc hơn 1 kg, làm clip cho các bạn coi. Coi xong chắc tôi đai luôn, con cá bự quá. Rồi hãy cắt cái vầy đi thôi. Hãy cắt cái vầy đó đi. Làm rồi mới cắt. Cái cắt trước thì nó có vầy còn lên cao á. Cái con cá này nó ăn nó mọt dữ. Đây con nữa rồi nha các bạn, tôi vừa bắt được 2 con. Đó. Đây con đang làm. Kéo quén rồi. Hai cái chừa bao tử lại cho em hai. Dục rồi. Hai dục cái bao tử rồi. Chợ ăn cá này có bao tử ngon dục trời. Còn kìa. Lấy cái bao tử xong rồi sát muối vô trà sọc lên ăn ngon lắm. Sắc không nấu. Nó già quá, nó cứ ngắt phải không? Kéo cắt không nổi luôn. Cứng. Giờ thì mình giới thiệu sơ qua cho các bạn một chút xíu về cái nguyên liệu để làm món ăn này nha. Đây là con cá lóc. Con cá lóc này chắc khoảng hơn 1 kg, ký 2, ký 3 gì đó. Nước cốt dừa. Đây là cái sắc dừa vắt ra làm đây. Xả với ớt. Rau cần. Cái này là chuối xanh. Cà chua với lại hành tây. Thì bây giờ mình bắt đầu mình chế biến các bạn nha. Mình xào cà nha các bạn. Đây. Rồi cho con cá lóc vào. Chúng ta chiên sơ lên. Đó, như vậy đây các bạn. Đây, mình tao xong rồi mình cho cái chuối cá xanh vào. Để mình ôm lên cho nó chín nha các bạn. Mình cho xả ớt. Mình cho mắm gia vị vào cho nó thấm. Do cái chảo này nó to quá nha các bạn. Không có cái nắp nào đậy vừa nó cho nên là mình chế nó lấy cái nắp đậy, lấy cái mâm đậy lên, đè lên. Đó, nó sẽ chín. Nhìn rất là kỳ cục nhưng mà nhờ vậy nó mới chín được nha các bạn. Đây, sau khi cá nó với lại chuối đã thấm nước mắm rồi thì ta cho nước cốt dừa vào như này nha các bạn. Ta cho nó sôi, để cho nó chín, nó rút cái nước cốt dừa vào đến khi nước nó sền sệt là được. Rồi ta cho hành tây với lại cái rau cần vô, rồi vậy ta ăn được rồi.
Đó, nhìn rất là hấp dẫn không các bạn?